1. Video đề xuất trên YouTube là gì? Video đề xuất trên YouTube là một tính năng trên trang web YouTube giúp người dùng tìm kiếm và xem video liên quan đến video mà họ đang xem. Khi bạn đang xem một video trên YouTube, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và đề xuất các video liên quan đến video mà bạn đang xem. Và hiển thị chúng trên trang web. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và xem thêm nội dung liên quan đến video mà họ đang xem. Và tăng cường trải nghiệm xem video của họ trên YouTube. Đề xuất video còn cung cấp cho người dùng thông tin về các video mới và đang được xem nhiều nhất trên YouTube. Nó cũng giúp người dùng tìm kiếm và xem video từ các nhà sản xuất nội dung và kênh mà họ quan tâm. Các video đề xuất được dựa trên thuộc tính như chủ đề, nội dung, lịch sử xem và tìm kiếm của người dùng. Giúp cho hệ thống đề xuất phù hợp với sở thích và nhu cầu của người dùng. Tổng quan, việc đề xuất video là một tính năng quan trọng trên YouTube. Giúp người dùng tìm kiếm và xem nội dung mới và liên quan đến video mà họ đang xem. Và tăng cường trải nghiệm xem video trên trang web. 2. Việc có video đề xuất là quan trọng như thế nào đối với nhà sáng tạo nội dung? Video đề xuất là rất quan trọng đối với nhà sáng tạo nội dung vì nó có thể giúp tăng lượt xem và tăng khả năng tiếp cận đến cộng đồng. Khi một video được đề xuất, nó sẽ xuất hiện trên trang chủ của người dùng và có thể được gợi ý cho họ trong kết quả tìm kiếm. Giúp cho video đó được tiếp cận đến rộng hơn một cộng đồng. Điều này có thể giúp tăng lượng người xem và cộng đồng hữu dụng. Giúp nhà sáng tạo nội dung tiếp cận đến một cộng đồng mới và tăng sức mạnh của họ trên YouTube. Ba, làm thế nào để nhà sáng tạo nội dung có được video đề xuất? Để nhà sáng tạo nội dung có được video đề xuất trên YouTube, họ cần phải làm theo một số bước sau đây. Một, tạo nội dung chất lượng, nội dung phải có chất lượng tốt, độc đáo và hấp dẫn để giúp tăng tỷ lệ xem và được đề xuất. Hai, sử dụng từ khóa, sử dụng các từ khóa liên quan đến nội dung video trong tiêu đề, mô tả và tách để giúp YouTube dễ dàng tìm kiếm và đề xuất video. Ba, tạo danh sách phát cho các video cùng chủ đề để giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung liên quan và tăng tỷ lệ xem. Bốn, tăng số lượng like, bình luận và chia sẻ. Số lượng like, bình luận và chia sẻ của video cũng là yếu tố quan trọng trong việc đề xuất video trên YouTube. Năm, theo dõi thống kê và số liệu về lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi và số lượng người theo dõi để tìm ra những mẫu video được yêu thích và tạo nội dung tương tự. Sáu, tạo nội dung đều đặn, tạo và cập nhật nội dung mới thường xuyên để giữ cho người xem quan tâm và tăng tỷ lệ đề xuất. Bảy,
sử dụng thẻ Endscreen và Annotations. Sử dụng thẻ Endscreen và Annotations để giới thiệu các video liên quan hoặc giới thiệu kênh của bạn để giúp tăng tỷ lệ xem và đề xuất. Tạo sự liên kết với cộng đồng, tạo mối quan hệ với cộng đồng nội dung và hợp tác với các nhà sáng tạo khác để tăng sự nổi tiếng và tỷ lệ đề xuất. Những bước trên chỉ là một số gợi ý để giúp nhà sáng tạo nội dung có được video đề xuất trên YouTube. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng YouTube có rất nhiều yếu tố và thuật toán phức tạp để xác định video đề xuất. Vì vậy, cần phải tạo nội dung chất lượng và cập nhật thường xuyên để tăng tỷ lệ đề xuất. Nếu người dùng muốn có được video đề xuất thì phải làm thế nào? Có một số cách để có được video đề xuất trên YouTube. 1. Tìm kiếm và xem video. Khi bạn xem và tìm kiếm video trên YouTube, hệ thống sẽ ghi nhận lịch sử và sử dụng thông tin đó để tìm kiếm và đề xuất các video phù hợp với sở thích của bạn. 2. Theo dõi kênh. Bạn có thể theo dõi các kênh và nhà sản xuất nội dung mà bạn quan tâm, và YouTube sẽ đề xuất video từ các kênh đó cho bạn. 3. Sử dụng từ khóa tìm kiếm. Sử dụng các từ khóa tìm kiếm liên quan đến video mà bạn muốn xem, và YouTube sẽ đề xuất các video liên quan. 4. Tạo danh sách phát. Bạn có thể tạo danh sách phát với các video mà bạn thích, và YouTube sẽ đề xuất các video tương tự cho bạn. 5. Kết luận, để có được video đề xuất trên YouTube, nhà sáng tạo nội dung cần phải làm theo một số bước quan trọng như tạo nội dung chất lượng, cập nhật thường xuyên, sử dụng thẻ Endscreen và Annotations, tạo sự liên kết với cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng YouTube có rất nhiều yếu tố và thuật toán phức tạp để xác định video đề xuất, vì vậy cần phải tạo nội dung chất lượng và cập nhật thường xuyên để tăng tỷ lệ đề xuất.